Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. 7 người hầu tòa trong vụ sai phạm đất lớn nhất Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Tuấn, cựu phó chủ tịch quận Bình Thủy, cùng 6 người bị xét xử về hành vi chuyển mục đích hơn 14.000 m2 đất trái pháp luật. Ngày 14 tháng 1, ông Tuấn, 51 tuổi, Lê Văn Vũ, cựu trưởng phòng tài nguyên môi trường, Huỳnh Trung Thanh và Lê Văn Trứ, cựu giám đốc, phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy và 3 người khác tại Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan công tố xác định hành vi của ông Tuấn và đồng phạm đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai đô thị, làm phá vỡ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Đây là vụ sai phạm đất đai lớn nhất Cần Thơ từ trước đến nay được thanh tra phát hiện cuối năm 2017. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Tuấn với tư cách Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy và các cấp dưới biết rõ kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2017 của quận liên quan đến hai dự án đường nối Cách mạng tháng 8 đến tỉnh lộ 918 và dự án khu đô thị mới Võ Văn Kiệt đã được phê duyệt triển khai. Tuy nhiên, ông Tuấn và các cán bộ liên quan đã ký các quyết định thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng 14.727 m2 đất lúa, trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị cho các hộ gia đình, cá nhân tại phường Long Hòa với giá trị quyền sử dụng đất gần 10 tỷ đồng. Trong đó, ông Tuấn đã ký 30 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 39 thửa đất với tổng diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng. Lê Văn Vũ ký 29 tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 13.685 m2, giá trị gần 9,4 tỷ. Huỳnh Trung Thanh là người ký nháy trên các tờ trình cho Lê Văn Vũ duyệt. Các bị cáo khác bị cáo buộc đã thẩm định, duyệt trình và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ 5.000 đến hơn 6.000 m2 đất trị giá 2,3 đến 6 tỷ đồng. Hồi tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ từng đưa vụ án ra xét xử nhưng trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát cung cấp điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của ông Tuấn và có dấu hiệu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm trong tố tụng. Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố cựu Phó Chủ tịch quận Bình Thủy về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến các sai phạm của thuộc cấp năm 2022. Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy bị kỷ luật cảnh báo, điều động về Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, dự kiến chiều nay tòa tuyên án.